nào ăn thuốc cái ấy. Thank you.
Hãy
Phải là quà cho thầy có một viên thuốc, thầy cái sạch sẽ ở đây. Cho quà đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Số 4, nội dung tôi mời hai học viên Quyết Thắng và Vũ Chiến chúng ta vào cái đội. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.